Nhiều người hâm mộ nhóm BTS bất chấp trời mưa để đến tạm biệt trưởng nhóm RM và thành viên V trước một quân trường ở thành phố Nonsan hôm 11 tháng 12. RM, V cùng với Jimin và Jungkook trong tuần này sẽ bắt đầu thời gian nghĩa vụ quân sự kéo dài 18 tháng ở Hàn Quốc. Ba thành viên khác của nhóm nhạc K-pop này là Jin, J-Hope và Suga cũng đang trong quân ngũ và người hâm mộ chờ mong nhóm sẽ cùng nhau trở lại biểu diễn vào năm 2025. Obviously, super sad. Rõ ràng là cực kỳ buồn khi nhóm sắp đi nghĩa vụ quân sự. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chờ đợi và ủng hộ họ. Và năm 2025, khi họ trở lại, những gì tôi hy vọng là nhóm sẽ tổ chức biểu diễn và sẽ lưu diễn ở Nam Phi. Mọi công dân Nam Hàn Quốc tuổi từ 18 đến 28 đều phải tham gia quân ngũ trong khoảng 2 năm. Thành công trên toàn cầu của BTS đã khơi lên cuộc tranh luận quanh câu hỏi các nghệ sĩ K-pop có nên được rút ngắn thời gian nghĩa vụ quân sự. Đó là ưu đãi mà Hàn Quốc dành cho các vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội và Á vận hội, cũng như một số nghệ sĩ nhạc cổ điển có thành tựu quốc tế. BTS có lượng người hâm mộ khổng lồ trên toàn cầu, thường được biết đến với tên gọi ARMY. ARMY, we love you! Một số người hâm mộ ARMY như bà Keiko Shimizu đã tập trung tại một quán cà phê ở Tokyo. Tôi cảm thấy như con hay cháu mình đi đâu đó xa lắm, như đi ra nước ngoài vậy. Nhưng tôi biết họ chắc chắn sẽ trở lại, vì vậy tôi sẽ đợi và mong chờ ngày nhóm trở lại. Ở Seoul, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ tâm trạng u buồn, như cô Kim Yong-sun, chủ một quán cà phê chủ đề BTS gần tòa nhà của đại diện nhóm. Tôi nghẹn ngào và thấy buồn quá. Tôi đã tính không mở cửa quán cà phê hôm nay, nhưng sau khi xem các tin nhắn từ các thành viên BTS, tôi quyết định mở cửa quán với quyết tâm mới, là mình phải hết lòng chờ đợi và phải làm việc chăm chỉ hơn nữa. Khi tôi mở cửa quán hôm nay, nhiều bạn ARMY đã ghé qua và nói chuyện rất nhiều về BTS, rồi cùng nghe nhạc và điều đó giúp họ cảm thấy mạnh mẽ. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.